Vâng, cặp Boss 3 level Sonata Limited này em que gửi cho anh Nghĩa ở thành phố Hải Phòng. Bác đã theo dõi kênh và đã chốt ngay cặp này rồi nha. Roa này, cặp này từ máy bay về nha các bác, rất là mới. Các bác có thể thấy được tiếng loa này nha, đẹp ngất ngay. Cặp này là cặp trùng seri nha các bác, đúng cặp nha. Các bác coi tiếng loa nha, đẹp tuyệt vời nha. Cặp Boss 3 level Sonata đã có chủ về với anh Nghĩa ở thành phố Hải Phòng ngày 25 tháng 9 2020. Hàng bên em tuyển rất là kỹ cho các bác nha. Độ đẹp thì các bác coi bàn và độ zin nữa. Hàng chưa đụng ốc. Tại vì gân là gân zin, gân này các bác xài 5-10 năm là thoải mái. Đẹp ngất ngay múc mùa luôn. Rồi, em dừng video. Làm video sơ này để thông báo sản phẩm của bác ra lên đường. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em trực tiếp qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Vừa về trong sáng nay thì cũng đã có chủ liền. Cảm ơn bác và anh em ở mọi miền Tổ quốc.